Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 865 Ukraine lần đầu trình làng tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa Ukraine tung bày đàn UAV tập kết vào vùng Krasnodar, HÓA hoạn khắp nơi bùng cháy Vũ khí Nga phản chủ, máy bay không người lái Nga rụng như sung ở chiến trường Ukraine Tình xấu cho ông Putin, người ủng hộ phương Tây thắng cử tổng thống ở Iran. Mỹ sẽ đưa ra thông báo mới về tiêm kích F-16 cho Ukraine vào tuần tới. Quan chức hàng đầu, Ngân hàng Trung ương Nga thừa nhận nước Nga đang đi đến điểm không thể quay lại. Bí mật chiến tranh lớn nhất của Nga đang bắt đầu được tiết lộ. Và tất cả sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Vâng kính thưa quý vị, Hải quân Ukraine vừa công bố đoạn video cuộc thử nghiệm trên biển của tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa F211 thuộc lớp Adam Milkem hiện đang được hoàn thiện tại các cơ sở đóng tàu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo từ Hải quân Ukraine, trong cuộc thử nghiệm này, thủy thủ đoàn và công ty đóng tàu cùng với các nhà thầu đã kiểm tra hoạt động của tất cả các hệ thống trên tàu, đặc biệt là cách thức hoạt động ở các chế độ khác nhau và với tải trọng khác nhau. Video đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về quá trình thử nghiệm tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa. Được biết, Hải quân Ukraine trước đó đã tuyên bố tàu hộ tống này sẽ gia nhập hạm đội quốc gia vào năm 2024. Quan sát từ đoạn video có thể thấy bãi đáp trực thăng ở phía sau tàu vẫn chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Ngoài ra, con tàu cũng được trang bị một số vũ khí quan trọng, bao gồm pháo Leonardo Super Rapid 76mm ở mũi tàu và pháo phòng không Aselsan Gold Dekic 35mm ở đuôi tàu. Một số vũ khí khác trên tàu Hetman Ivan Mazepa là pháo điều khiển từ xa Stam 12,7mm được lắp ở mạng trái và mạng phải của tàu. Được biết là trước đó vào tháng 8 năm 2023, tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Neyspapa đã phát thảo danh sách sơ bộ các loại vũ khí dự kiến trang bị cho tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa. Ông đề cập đến bệ phóng 2 x 4 cho tên lửa chống hạm Harpoon hoặc Neptune, 21 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không RIM-116 và một số hệ thống pháo hải quân 76mm và 35mm. Ngoài ra, có thể có các trạm vũ khí điều khiển từ xa Aselsan, Stam và ngư lôi hạng nhẹ MU-90 được trang bị trên tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa. Ukraine tung bài đàn UAV tập kích vào vùng Krasnodar, hỏa hoạn khắp nơi bùng cháy. Thưa quý vị, vào đêm ngày 5 rạng sáng ngày 6 tháng 7, máy bay không người lái đã tấn công các quận Yek, Lenin, Krasny và Pavlovsky thuộc lãnh thổ Krasnodar của liên bang Nga, gây ra hỏa hoạn tại kho chứa dầu. Sở chỉ huy tác chiến của khu vực đã báo cáo điều này. Báo cáo cho biết. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị đẩy lùi tại làng Pabloskaya sau khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống. Các bồn chứa nhiên liệu đã bốc cháy tại kho dầu tại làng Lenin-Kraskaya. Do hậu quả của cuộc tấn công bằng UAV, một bồn chứa nhiên liệu đã bốc cháy. Cùng lúc đó, kênh Astra của nga cũng đăng tải video ghi lại vụ hỏa hoạn tại kho xăng dầu của Lukoil. Theo Bộ Tư lệnh tác chiến lãnh thổ Krasnodar, máy bay không người lái cũng bị hệ thống phòng không ở Yaks bắn hạ. Họ lưu ý đã ghi nhận thiệt hại cho tháp di động do các mảnh vỡ rơi từ các thiết bị. Lực lượng cứu hỏa và cứu thương đang có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondratyev vẫn chưa bình luận về thông tin này. Vũ khí Nga phản chủ, máy bay không người lái Nga rụng như sung ở chiến trường Ukraine. Thưa quý vị, về việc sử dụng UAV ở mặt trận, quân đội Nga vẫn kém xa Ukraine. Những người chiếm đóng phàn nàn mạnh mẽ về chất lượng kém, khiến hoàn loạt UAV của họ tự động rớt khi đang làm nhiệm vụ. Trong khi đó, Ukraine nhanh chóng nhận ra vai trò tích cực của các hệ thống không người lái trong chiến tranh và bắt đầu hoạt động rất tích cực theo hướng này. Ở trong nước, trong vài năm, những người đam mê đã tạo ra một số lượng lớn các công ty khởi nghiệp, được tích hợp hiệu quả vào hệ thống cung cấp của lực lượng vũ trang Ukraine và liên tục cung cấp cho binh lính một số lượng lớn máy bay không người lái khác nhau. Song song với điều này, một nhánh riêng của lực lượng máy bay không người lái đã được thành lập trong lực lượng vũ trang Ukraine. Nga đang cố gắng bắt kịp Ukraine trong lĩnh vực này nhưng không đạt được nhiều thành công. Hệ thống công kênh và quan liêu của Liên bang Nga không thể nhanh chóng thích ứng với các xu hướng mới. Do đó, máy bay không người lái cho quân đội Nga chủ yếu được cung cấp bởi các tình nguyện viên và những thiết bị này có chất lượng không đặc biệt cao. Bởi vì điều này, tổn thất của máy bay không người lái rất cao. Người Nga cũng mất UAV do thiếu sự tương tác giữa các đơn vị. Hỏa lực thân thiện là một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến việc tiêu diệt máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Nga. Nói về vũ khí phản chủ, trước đó, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga vừa bắn nhầm một trong những máy bay chiến đấu quý giá của nước này. Tướng Mykola Omechuk, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine vừa tuyên bố trên mạng xã hội rằng lực lượng của ông không chịu trách nhiệm bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga trên vùng Zabrychia ở miền đông Ukraine. Ông Oleksandr tuyên bố trên kênh Telegram, tôi có thể tự tin nói rằng không phải lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay tấn công Su-25 của Nga. Đây là hành động rõ ràng và có phối hợp của phòng không Nga, người Ukraine vô cùng cảm ơn. The Sun đưa tin máy bay Su-25 của Nga bị nghi ngờ đã bị hệ thống tên lửa. Đất đối không, bất M3 của chính nước này bắn hạ nga điều tra là đã phải gánh chịu một số sự cố nghiêm trọng từ hỏa lực của chính lực lượng của họ các phương tiện truyền thông ukraine và phương tây đưa tin trong một cuộc trò chuyện kín của những người Nga, bao gồm cả những người liên quan đến tác chiến điện tử, thông tin thỉnh thoảng lóe lên về những tổn thất nghiêm trọng của các máy bay bốn cánh trinh sát của Nga do sự hỗn loạn các thiết bị tác chiến điện tử. Số với hiệu hóa mà chính vũ khí của Nga gây ra cho thiết bị của họ ước tính lên tới 50% tổng thiệt hại của tất cả máy bay không người lái của Nga. Các sĩ quan quân đội của Nga phàn nàn, họ cũng lưu ý rằng thiếu hệ thống liên lạc và kiểm soát ở cấp trung đội. Đó là lý do tại sao các đơn vị Nga nổ súng vào nhau. Tin xấu cho ông Putin người ủng hộ ở phương tây thắng cử tổng thống Iran. Thưa quý vị, Masoud Pezeshkian người ủng hộ cải thiện quan hệ với phương tây trở thành tổng thống mới của Iran. Vòng bầu cử tổng thống thứ hai ở Iran đã kết thúc. Kết quả của họ không hề dễ chịu đối với Moscow. Masoud Pezeshkian người chủ trương cải thiện quan hệ với phương tây đã giành chiến thắng vang dội. Reuters đưa tin. Hơn 16 triệu người Iran đã bỏ phiếu cho nhà cải cách Pezeshkian với 53,6% tổng số cử tri. Truyền thông Iran đưa tin, ứng cử viên thuộc phe cải cách Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Iran trở thành tổng thống thứ 9 của nước này trong chương trình bầu cử của mình, ông đã hứa với người dân Iran sẽ cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iran, tăng cường đầu tư nước ngoài và cải thiện quan hệ với phương Tây để giảm bớt chế độ trừng phạt. Pezeshkian phản ứng trước chiến thắng của mình, hứa sẽ hợp tác với tất cả các lực lượng chính trị trong nước, bao gồm cả phe đối lập. Tân tổng thống Iran cho biết Tôi sẽ mở rộng vòng tay hữu nghị tới mọi người và lôi kéo mọi người vào sự phát triển của đất nước. Chúng ta hãy nhớ lại rằng các cuộc bầu cử sớm ở Iran được tổ chức sau cái chết của ông Ibrahim Raisi trong một vụ tai nạn máy bay vào tháng 5 năm 2024. Raisi là người đề xuất chính cho chính sách xích lại gần Moscow các chuyên gia dự đoán rằng sau khi ông qua đời và pezazkian lên nắm quyền quan hệ giữa iran và liên bang nga sẽ hạ nhiệt nghiêm trọng đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự cho đến gần đây iran là một trong những đồng minh quân sự chính của nga cung cấp máy bay không người lái cảm tử và đạn pháo cho quân đội chiếm đóng của nga nếu không có sự giúp đỡ của tehran moscow sẽ không thể dễ dàng tiếp tục cuộc chiến tiêu hao sức lực của ukraine Mỹ sẽ đưa ra thông báo mới về tiêm kích F16 cho Ukraine vào tuần tới. Thưa quý vị, tuần tới khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương được tổ chức ở Washington, DC quân đội Ukraine sẽ mong đợi những tuyên bố mới liên quan đến chương trình cung cấp máy bay F-16. Theo phóng viên của Ukraine Form, thông tin này được một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ thông tin qua điện thoại vào thứ Sáu. Các đại diện, chính quyền Hoa Kỳ lưu ý rằng Washington đã đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 trong hơn một năm và họ đã đạt được tiến bộ đáng kể. Đồng thời trả lời câu hỏi về việc liệu Hội nghị Thượng đỉnh NATO có bao gồm các tuyên bố về máy bay F-16 của Ukraine hay không, ông bày tỏ kỳ vọng rằng tuần tới chúng tôi sẽ có điều gì đó bổ sung để thông báo về vấn đề này. Theo Ukraine Form đưa tin, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, dự kiến là các đồng minh sẽ xác nhận sự sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cả hiện tại và lâu dài. Mới đây, vào ngày 1 tháng 7, tờ Kiev Independent dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olokren, nước này đã hoàn tất giấy phép xuất khẩu phi đội máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ukraine hy vọng F-16 sẽ tăng cường khả năng cho lực lượng vũ trang nước này đang phải vật lộn để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến. Quan chức hàng đầu Ngân hàng Trung ương Nga thừa nhận nước Nga đang đi đến điểm không thể quay lại. Thưa quý vị, Elvira Nabilina, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương của Nga, cho biết người Nga hiện tại mọi thứ đều tồi tệ với nền kinh tế nước này bà lập luận rằng nền kinh tế nga hiện có ba hạn chế mạnh mẽ đó là thiếu lao động thiếu khả năng tiếp cận công nghệ phương tây và thiếu đầu tư tất cả những yếu tố này là kết quả của việc nga gây hấn với ukraine kết quả là nền kinh tế nga đã đạt mức trần bà nabilina đã công khai thừa nhận điều đó người đứng đầu ngân hàng trung ương nga cho biết tình hình cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tăng trưởng theo chiều rộng được nữa tăng trưởng chỉ có thể nhờ vào năng suất lao động mà năng suất lao động đó là công nghệ Elvira Nabilina không đồng tình với việc Nga xâm lược Ukraine từ góc độ kinh tế. Bà ấy đã từ chức ngay trước cuộc xâm lược và nói rằng bà ấy sẽ nghỉ hưu. Được biết ông Putin đã kéo bà trở lại để giúp hỗ trợ tài chính của Nga. Bà Elvira Nabilina là quan chức cấp cao cực kỳ quan trọng trong chế độ Putin trong hơn hai thập kỷ. Bà là cố vấn kinh tế, trưởng của ông ta trong hơn một năm trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng Trung ương vào tháng 6 năm 2013. bí mật chiến tranh lớn nhất của nga đang bắt đầu được tiết lộ Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện tại của cuộc chiến, việc Nga không thể tiến triển theo hướng Kharkov là điều đáng chú ý. Điều này là do tình trạng thiếu đạn dược của lực lượng phòng thủ Ukraine đang bắt đầu giảm bớt và đã được cấp phép sử dụng các vũ khí chính xác tầm xa do phương Tây cung cấp chống lại lãnh thổ Nga. Theo quan điểm này, bí mật chiến tranh lớn nhất của Nga đang bắt đầu lộ diện. Nguồn lực quân sự của họ không phải là vô hạn và ngay cả với sự giúp đỡ của Iran và Bắc Triều Tiên cũng không thể bổ sung mọi thứ ngay lập tức trong vòng một cuộc chiến dữ dội như vậy, mặc dù bộ máy tuyên truyền khổng lồ hoạt động hàng ngày đã che giấu sự thật này. Điều này cũng được xác nhận bởi đề xuất hòa bình gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với Ukraine, không chỉ là sáng kiến của riêng ông và tất nhiên đã bị Ukraine bác bỏ ngay lập tức. Câu chuyện được Orbán và các kênh khác lan truyền sang Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến. Chiến thắng của Ukraine là không thể và bây giờ là cơ hội cuối cùng để tạo ra hòa bình. Tất nhiên là theo các điều kiện của Nga, chỉ có thể có nghĩa là Nga đang gặp khó khăn, nếu không, kẻ xâm lược sẽ không cần hòa bình trong một cuộc chiến mà họ đã bắt đầu. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.